Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, lời đầu tiên thay mặt biên tập của chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, 10 ngày đầu của tháng 1 âm lịch, những con giáp này sẽ vô cùng may mắn, làm gì cũng được quý nhân phù trợ. Bởi thế bạn nên tận dụng để khai trương, ký kết hợp đồng hay làm những việc đại sự. Hơn nữa, trong những ngày này, thu nhập của bạn sẽ được cải thiện đáng kể. Bạn sẽ có những nguồn thu bất ngờ. Về các mối quan hệ cá nhân, bạn vô cùng hạnh phúc vì nhận được những tin nhắn hay sự quan tâm của người mà bạn đang thương nhớ. Các bạn hãy hoan hỉ mà đón nhận tài lộc nhé! Tuổi Tý. Sau kỳ nghỉ lễ Nguyên đán, người tuổi Tý sẽ có những bước đột phá trong công việc. Họ nhận được sự giúp đỡ của người khác, nhận được kết quả vượt xa với kỳ vọng. Đó cũng chính là trái ngọt mà bạn hái được sau rất nhiều cố gắng của bản thân. Một số người may mắn nhận được sự trợ giúp của quý nhân nên những công việc tưởng chừng khó khăn cũng có thể giải quyết ổn thỏa. Người tuổi Tý luôn tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình, chứ không chờ đợi bất cứ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Kết quả bạn đạt được ngày hôm nay một phần nhờ công giúp sức của mọi người. Hãy có những cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm của bạn trong mắt của đồng nghiệp. Đường tài lộc của bản mệnh trong những ngày này khá bằng phẳng. Người tuổi Tý làm quen được với những khách hàng, đối tác triển vọng, khiến đồng tiền chảy vào túi ổn định hơn. Bạn đang dần tìm ra định hướng đúng đắn cho mình. Bản tính cởi mở, chân thành cũng giúp bạn rất nhiều trong việc xây dựng các mối quan hệ. Trong thời gian này, người tuổi Tý cần chú ý về sức khỏe của mình. Do làm việc trong một thời gian dài trước máy tính đã làm giảm một phần thị giác. Bạn cũng cảm thấy một số cơn đau đầu nhẹ, nguyên nhân cũng chính việc này mà ra. Bạn cần có chế độ ăn uống hợp lý và giảm thời gian làm việc ngoài giờ để bệnh tật ít có cơ hội. Về đường nhân duyên của người tuổi Tý phát triển khá tốt đẹp những ngày đầu năm mới. Bạn thường nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người xung quanh nếu gặp phải vấn đề trong cuộc sống. Đa số mọi người thường duy trì được cuộc sống gia đình êm ấm. Tất nhiên đôi khi cũng có những sự cố nhỏ có thể phát sinh, nhưng các thành viên trong nhà luôn tự chọn tin tưởng nhau và cùng nhau vượt qua sóng gió. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Sửu. Theo tử vi chính quan soi đường, người tuổi Sửu có thể dễ dàng gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp trong những ngày này. Đó là thành quả hoàn toàn xứng đáng với công sức bạn đã bỏ ra trong suốt bấy lâu nay. Người làm lãnh đạo có con mắt tinh đời có thể dẫn dắt cả tập thể đi tới thành công. Bản mệnh nhanh chóng phát hiện ra những nguy cơ và nhìn nhận những cơ hội cần nắm bắt. Vì thế mà bạn giúp cả tập thể phát triển nhanh chóng. Tài lộc ở mức bình ổn dù phải chi tiêu khoản không nhỏ cho sinh hoạt cá nhân. Song may mắn là mọi việc đều trong tầm kiểm soát và bạn cũng có nguồn thu nhất định từ trước đó. Về phương diện tình cảm, phát triển rất tốt đẹp. Người còn độc thân chắc chắn gây ấn tượng mạnh mẽ với người khác nhờ những biểu hiện xuất sắc trong công việc. Bạn có thể nhận được lời mời làm quen đến từ đồng nghiệp. Đối với gia chủ tuổi Sửu những ngày này, tử vi khuyên bạn nên cẩn thận hơn về sức khỏe. Áp lực từ công việc khiến bản thân rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ. Bạn cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe. Người tuổi Sửu nên sử dụng vật phẩm phong thủy, linh phù giải hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. Tuổi Mão. Nhờ có các tinh trợ giúp, người tuổi Mão có thể tìm ra hướng đi mới trong công việc vào ngày này. Những công việc tưởng chừng lối mòn cũng được giải quyết nhanh chóng và trở nên thú vị hơn nhiều. Bạn thổi một luồng gió mới cho tập thể của mình. Đây cũng là ngày thích hợp để ký kết hợp đồng kinh doanh. Nếu đã xem xét kỹ càng mọi phương diện thì hãy dũng cảm làm theo kế hoạch. Đừng chần chừ, do dự, kẻo bỏ lỡ cơ hội đáng quý. Đây quả là chuỗi ngày may mắn với người tuổi Mão khi chẳng những công việc và tài lộc hanh thông mà phương diện tình cảm cũng đón nhận nhiều tin vui. Nhờ có các tinh chiếu mệnh, đào hoa có dấu hiệu khoe sắc tích cực. Đây cũng là thời điểm nhân duyên nở rộ, mang tới nhiều niềm vui và bất ngờ cho chuyện tình cảm, yêu đương nam nữ, hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, sức khỏe có phần đi xuống, dễ gặp các triệu chứng như đau nhức xương khớp, tê chân, chuột rút bất ngờ. Do bạn thiếu vận động, cộng thêm thời tiết lạnh lẽo nên như vậy. Ngoài việc giữ ấm cơ thể thì nên rèn luyện thường xuyên để tăng cường thể trạng, hạn chế bệnh tật, nâng cao thể lực. Và để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thìn. Công việc làm ăn của các gia chủ tuổi Thìn tương đối tốt vào 10 ngày đầu tháng, mọi sự đều hanh thông, có nhiều thuận lợi và dễ đạt được như ý, chủ với tăng tiến trong công việc, kinh doanh có nhiều khởi sắc. Người làm công ăn lương, công việc suôn sẻ, được tập thể ghi nhận công lao. Nếu có ý định thay đổi công việc, bạn chớ ngần ngại mà thử sức. Sự dịch chuyển này không hẳn vì việc cũ phiền hà mà do tư duy đổi mới để phát triển. Thời điểm này cũng thích hợp cho những ai có ý định khởi nghiệp. Với người làm ăn, kinh doanh tự thân, mọi việc diễn ra tích cực ngoài mong đợi dưới tác động của cát tinh. Đương số được quý nhân phù trợ, có thể là bạn cũ gặp lại, mở ra nhiều cơ hội hùn hạp làm ăn mới. Về phương diện tài lộc của người tuổi Thìn có nhiều khởi sắc, nguồn thu nhập chính tăng tiến không ngừng, tạo nhiều tiền đề tốt cho việc đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh, buôn bán tăng nguồn thu phụ. Đây là thời điểm lý tưởng để gia chủ cân nhắc tới việc đa dạng hóa hạng mục đầu tư, có thể thử sức với bất động sản hoặc thị trường chứng khoán. Về phương diện tình duyên, cát tinh báo tin, gia đạo có tin vui đưa tới như thêm người, thêm của, thêm con cháu trong nhà. Tình cảm gia đình hài hòa, ít xung đột lớn, nếu có cũng dễ dàng giải quyết thỏa đáng. Tử vi tuổi Thìn còn cho thấy rằng nam nữ độc thân vượng đào hoa, gặp gỡ làm quen nhiều người khác giới, đi đến đâu cũng được yêu mến, khả năng cao sẽ tìm được đối tượng ưng ý để cùng nhau tiến tới yêu đương, hẹn hò lãng mạn. Người tuổi Thìn nên sử dụng vật phẩm phong thủy, linh phù giải hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn, bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. Tuổi Hợi. Tử vi dự báo cơ hội phát triển sự nghiệp của gia chủ có dấu hiệu tăng lên trong 10 ngày đầu năm mới. Bạn được giao nhiều trọng trách trong tập thể, được làm công việc yêu thích đúng sở trường, nhờ vậy mà đường tiến thân cũng rộng mở. Lại thêm sự công nhận của cấp trên và tương trợ kịp thời trong những phút khó khăn của quý nhân sẽ giúp chặng đường phía trước của bạn nhẹ nhàng hơn trong năm nay. Ngày chạm tay tới mục tiêu của bạn không còn xa nữa. Tài vận ở mức bình ổn, có dấu hiệu tăng tiến nhẹ, thu nhập chủ yếu vẫn đến từ công việc chính. Tuy có một số cơ hội đầu tư quý nhân mang tới, nhưng lợi nhuận tính về lâu dài nên dù hiện tại chưa thu hoạch như mong muốn, bạn cũng chớ nên nản lòng quá sớm, hãy cứ chờ đợi thêm rồi bạn sẽ thu về xứng đáng. Ngoài ra, bạn cũng có thể chủ động tìm một số công việc tay trái hay làm thêm lúc rảnh để tăng thêm thu nhập. Khoảng thời gian này, gia chủ không gặp nguy hại lớn nào về sức khỏe, dù có thì cũng chỉ là bệnh vặt theo mùa, sẽ chữa trị kịp thời. Tất nhiên, bạn cũng cần chú ý rèn luyện thể dục thường xuyên để tăng cường sức khỏe. Những người làm văn phòng do tính chất công việc ngồi nhiều nên có dấu hiệu ê mỏi cơ, đau vai gáy, cần thường xuyên vận động nhẹ và tập các môn thể thao như là yoga, đi bộ hay chạy bộ để gân cốt linh hoạt. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta vừa tìm ra những con giáp may mắn nhất trong 10 ngày đầu tháng 1 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 34 9119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!